Rồi tí mày lấy cái mic ra đi, mày cho. Đây, rồi. Cái này dắt vào như thế nào đây ta? Chưa kịp nhìn luôn. À, chưa nhìn. Ừ. Dắt vào đậy vào. À, rồi, ok. Rồi. Anh làm bên mảng gì anh? Dạy võ. Học hay là? Võ, dạy võ. À, dạy võ rồi. Ừ. Nhưng mà anh quay đủ thứ rồi, cái gì thích là quay à. Cái hàng ngày cái dắt sẵn như vậy luôn được, chứ khỏi mất công lắp ráp là đúng không? Dạ vâng, anh để CNC gì anh xài chứ. À, chỉ có cái pin này phải đưa ra đưa vào. Tại vì còn quay. Không, pin anh không cần phải đưa ra đâu mà, anh sạc trực tiếp này cho em. Không, anh đang còn dùng cả máy điện thoại, máy quay khác nữa mà. Thì phải đưa nó ra. Pin khổng lồ. Pin của nó là dùng được bao lâu em? Dạ, tiếng rưỡi. Có một tiếng rưỡi thôi hả? Dạ, anh muốn sợ thêm gắn pin sạc dự phòng vô. À. Ngay chỗ đây nè. À. Như vậy chắc phải dùng mấy cái pin rồi. À, pin mua thêm thì vài hôm nữa anh ghé tới. À. Mua bán hết cách đây mấy hộp. À. Hai ba hộp. Một tiếng rưỡi thì ngắn quá nhỉ. Cái đó là quay bao lâu em? 32GB hả? Chắc bỏ được 2 tiếng. À. 2 tiếng thì chắc cũng phải mua thêm rồi. Xài thì có thể mua thêm cái 256GB, 128GB. Cái này bảo hành bao lâu em? 1 năm anh. Pin là bỏ về nào, bỏ có cái này lên trên là bỏ là trên. Sạc lúc thì, lúc đổ ra là mình dọc. Mình dọc nó ra. Sạc thì anh có thể sạc vào đây này. À. Dạ. Cái này thì cái màn hình của nó hơi nhỏ này. Ủa, nó không có chân nữa hả? Dạ. Có chân nữa mà. Cái chân anh muốn chân sao? Anh thấy học rồi. Nó thu vô đây thôi. Giờ sửa xe mình cũng thôi. Bên đây này có nhiều đứa nó lắp đèn vô, nó sáng lên để quay đêm á. Mình không lắp thì nó đang còn thừa một cái module cho đó. Nó trong mà đó luôn hả? Nó trong mà đó. Còn nó bấm quay đâu, bắt đầu quay đâu. À, bấm trên đó là nó quay. Đây đồ hướng cầm. Bước sau hả? Cái đó là lắp thêm mà. Dạ, để mình gọi là module á. Chơi cho cái module á. Xếp cái này lên. Không có là không thể nào lắp nó được luôn. Âm thanh anh thu ở xa. Có cái kia thì anh gắn cho người anh rồi. Giải pháp này người ta chuyển qua để
Cầm thêm cái bên dưới này xem nào, bẻ tiếp ra cái kia ra, đó đó đó, cầm cái đó thêm nó dài ra đúng không? Cái gậy đó không đó đoạn thì nhiều clip hai anh chị là đến tại chỗ cái đường đọc chợ Bến Thành để thấy cái đường đang có chuyện gì đó à, đi nghe nó dám chạy luôn mà cái này dễ chụp không nó là về nó đăng cái đọc clip nó lên để đăng luôn nè full bộ rồi anh, rồi. Hay là anh là full option hết rồi. Vậy là xong rồi đúng không? Dạ, xong rồi. Rồi. Quý vị nào cần hỏi thêm cái gì thì comment bình luận ở dưới nhá. Rồi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Muốn chép dữ liệu mà từ thẻ nhớ ra cho nó nhanh á. Lấy cho anh một cái đầu lọc thẻ. Đầu lọc hả? Giờ để chép vào laptop đúng không? À. Dạ. Tắt nguồn bên này xong rồi, xong chưa để tắt máy? Dạ tắt xong rồi. Anh lấy tiền nhớ ra xong cho vô đây, cho vô cái đầu đọc thẻ nè. Thẻ nhớ thì nhét trực tiếp vào máy tính được mà, em nghĩ đầu đọc thẻ tốt hơn á. Anh nhét vô nó hay bị hư cái thẻ nhớ lắm. Xong rồi phải nhét vào cái đầu đọc thẻ xong phải làm gì nữa? Không, mình chỉ kết nối với máy tính thôi thì dùng dây dắt vào hả? Dạ. Chắc lấy cho anh thêm cái 64 nữa, 228. Nếu cái nào nhiều ghi luôn nha. Lấy anh cái 256 luôn nha. 256. Là nhiêu tiền? Cái là 256. 700 à. 256. Mua cái 64 ghi là cóp hết rồi để mua. Đây là anh chỉ việc lấy rồi cắn cái laptop rồi cóp gì cóp thôi. Mỗi lần lấy ra thì anh không cần phải giật cản này đâu, chỉ cần lấy này ra là được rồi. Dạ, cho anh bỏ vào đây thôi. Nhưng mà lúc quay thì nó lại lấy cái này hả? Dạ, nó nhét rồi ra đây thì đây, bỏ vào đây chứ. Thế còn cái 64GB thì sao? Nó cũng có cái nhỏ nhỏ như này hả? Dạ. Thì có nghĩa là mình quay cái nào thì mình bỏ cái đó vô thôi. Rồi khi nào sạc thì không phải gắn ở đây nữa mà chỉ cần gắn ở đây thôi. Là sạc thôi. Không có cần phải là mình cứ để nguyên si này thôi. Rồi xong mình sạc ở đây thôi. Dạ, nguyên không cần tháo ra. Dạ, mình cũng không cần tháo ra. Khi nào mình gắn bên trong máy thì mình chỉ cần tháo cái dưới này ra thôi. Mình chỉ tháo cái pin ra thôi đúng không? Dạ, không cần tháo pin. Pin bởi vì anh còn dùng máy quay khác, anh phải tháo nó ra đúng không? Dạ, máy nào anh còn quay những cái máy khác phải dùng những cái pin này á. Không, chỉ cái mic này mà. Mic thì đơn giản mà anh. Đó. Cái đó phải tháo ra. Dạ, đó. Bóp này thôi. Còn bên này để gắn đèn. Còn tất cả những cái đó để nguyên đèn chắc là không dùng đến ban đêm hay sao? Dạ, đèn đêm. Chắc không cần. Đèn là bộ của nó hay mua thêm? Mình mua thêm, nó khoảng tầm 500 thôi. Mua thêm thì chắc không cần. Ban đêm ít khi dùng cái máy này. Nhìn thấy nó hầm hố lên liền rồi. Đèn khi nào cần mua tiếp. Yeah. Như vậy là xong rồi đúng không? Dạ, yeah, full hết rồi. Xong rồi để tắt cái máy cái đó. Rồi, xin cảm ơn quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.